Kính mời quý vị cùng nghe. Nước Nam nhiều cảnh nhiễu nhương là do tam giới Tây phương rút về. Thần linh đính dậu bút phê, mãn kỳ phổ độ thi về Tây du. Cơ chờ đổi kỷ nguyên tu, đổi thần lão quá công phu tăng chờ. Vô hình làm lễ đi rồi, tượng không linh hiện sanh thờ quỷ ma. Dương đi ra khỏi thiên hà, âm sinh bạo loạn quỷ tà chánh phương. Sanh ra âm khí miên trường, tại sao đinh dậu liệt cường đấu nhau. Loạn kinh loạn dĩ tiến bào, đó là trời đổi chăng sao thiên hà. Âm cùng sanh quỷ sanh ma, đấu tranh bức sức tranh qua binh quyền. Đổi kỳ tận thế kỷ nguyên, khó mà biết trước binh quyền thắng thua. Nói ra sợ lộ thiên cơ, bằng không nói khéo nước cờ sẽ thua. Các vị đại sĩ thiên cơ, dạch mây để ngắm bàn cờ nước Nam. Coi thần tiên sắp kỳ tam, nước nào tá giáp tài làm thánh tiên. Nước nào khoáng thủ binh quyền, 2 năm của nước tài thiên ai làm. Tại sao gồng chuyển đầu Nam, đuôi đập phương Bắc sập tan thờ kỳ. Là ngài sức yếm mắt đi, cao biền thần tướng vô di mãn thờ. Quyệt linh mở cửa Nam chờ, đánh biền giải giáp trong ngoài biển linh. Thiên cương có Phật hộ tinh, 72 nguyệt giải thần linh địa hà. Sức bơm nguyên tử nổ ra, làm cho các yếm nó đà nổ tung. Cao biền hàng dạng binh hùng, là ngài giải giáp cái màn biền gia. Là ngài giải ách bắt tà, nước Nam gồng lộn đầu quá Nam đình. Tháng 9 ngày 9 chuyển mình, tháng chạp địa lý thai hình nước ta. Động thiên động địa can qua, ai ngờ đắc mở nhốt nhà biền quân. Có chờ tiếng Phật giữa lần, đổi cơ vào giúp thiện cơ Nam Hà. Động chờ chờ lại quốc gia, đất kia chôn khói binh tà sấm giang. Bao ngàn năm họ cứu mang, chôn vào địa nguyệt bạo tàn mở yên. Phật về cứu nước gia tiên, thiên binh thần tướng các miền lại ra. Đổi thiên niên dặn Nam nhà, đổi cơ di lạc tăng khoa chăn chiền. Đổi thần đổi thánh kỷ nguyên, chờ trong vũ trụ đổi thiên cơ này. Sấm giang núi lớn chài dài, biển cao thần sóng ập vào mọi phương. Địa trắng chôn đám quỷ dương, ngày nay gọi tặng con đường âm ma. 3 ngày đổi lý thiên hà, bắc phương sụp đổ ông bà chìm trôi. Mây tan nước rút xong rồi, núi lửa lại nổ các ngôi bắc hà. Hình như không thấy quỷ ma, thái bình mở nước người ta trầu về.